Warren Buffett là ai? Vì sao ông luôn được giới đầu tư nhắc đến? Warren Buffett, một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện đến từ nước Mỹ, cường quốc của những người giỏi và giàu nhất thế giới. Vì sao trong giới đầu tư người ta luôn nhắc đến cái tên của ông? Vậy Warren Buffett là ai? Ông nổi tiếng nhờ vào việc đầu tư như thế nào thì hãy xem ngay giải đáp dưới đây. Warren Buffett, tên đầy đủ là Warren Edward Buffett. Ông sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska của Mỹ. Ông được biết đến với vai trò là nhà đầu tư vĩ đại, CEO của Berkshire Hathaway và một nhà từ thiện nổi tiếng. Tính đến tháng 10 năm 2022, giá trị tài sản ròng của Warren Buffett đã lên tới 95,8 tỷ đô la Mỹ và là người giàu thứ sáu trên thế giới theo tạp chí Forbes. Warren Buffett được giới đầu tư ca ngợi như một huyền thoại đến từ Omaha hay thiên tài xứ Omaha. Ông là con trai của một nghị sĩ Hoa Kỳ. Ông mua cổ phiếu lần đầu vào năm 11 tuổi và nộp thuế lần đầu vào năm 13 tuổi. Cho đến nay khi đã 92 tuổi, ông vẫn là nhà điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway với hơn 60 công ty thành viên. Điển hình là công ty bảo hiểm Geico, nhà sản xuất pin Duracell và chuỗi nhà hàng Dairy Queen. Cha mẹ của Warren Buffett là ai? Cha của Warren Buffett là Howard Buffett, sinh năm 1903 và mất năm 1964. Cha của ông là một doanh nhân, nhà đầu tư và chính trị gia người Mỹ. Mẹ của Warren Buffett là Leila Buffett, sinh năm 1903 và mất năm 1996. Mẹ của ông gặp gỡ cha của ông ở đại học Nebraska, Lincoln. Vợ của Warren Buffett là ai? Cuộc đời của Oren Buffett có hai người vợ đó là Người vợ đầu tiên, bà Susan Buffett, đã qua đời vì ung thư vòng họng năm 2004. Bà là một ca sĩ tài năng, bà sinh cho Oren Buffett được ba người con. Cuộc hôn nhân kéo dài 54 năm nhưng họ thực chất chỉ ở bên nhau khoảng 27 năm vì hai vợ chồng quá bận rộn với công việc riêng của mình. Người vợ sau, bà Astrid Menz, là bạn thân của bà Su và được bà Su nhờ cậy chăm sóc chồng mình. Họ tạo ra một mối tình tay ba nhưng không hề có sự ghen tuông ghét bỏ lẫn nhau. Nếu như bà Su Sần bút dành nhiều thời gian cho công việc, làm từ thiện thì bà Astrid Mans chỉ quanh quẩn ở nhà, là một người phụ nữ của gia đình chính hiệu. Sau 29 năm danh không chính, ngôn không thuận thì đến tuổi 60, tức năm 2006, hai năm sau khi bà Susan qua đời, thì Warren Buffett đã cưới bà Astrid Menz về làm người vợ hợp pháp thứ hai của mình, tiểu sử đầu đời của Warren Buffett. Nhờ thừa hưởng nguồn gen từ cha mình cùng thiên phú kinh doanh từ nhỏ, khi mới 6 tuổi, Warren Buffett đã kiếm được vài xu đầu tiên khi bán kẹo cao su trong khu phố. Đến mùa hè ông chuyển sang bán Coca-Cola vì lợi nhuận cao hơn. Năm 1942 khi ông được 12 tuổi, Warren Buffett theo cha chuyển đến Frederick, Virginia do cha của ông được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ. Sau đó, Warren Buffett theo học tại trường Trung học Ural Wilson ở Washington, DC, nơi ông tiếp tục vạch ra những cách kiếm tiền mới. Năm 13 tuổi, Warren Buffett đã tự bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình với tư cách là một người đi bán báo. Cùng năm đó, Warren Buffett đã nộp tờ khai thuế đầu tiên, khẳng định chiếc xe đạp của mình được khấu trừ thuế 35 đô la Mỹ. Trong thời gian học trung học của mình, Warren Buffett và một người bạn đã mua một máy chơi pinball đã qua sử dụng với giá 25 đô la Mỹ. Họ đã lắp đặt nó trong một tiệm cắt tóc, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Lợi nhuận thu được đã giúp họ mua được những chiếc máy khác. Buffett sở hữu máy móc ở ba địa điểm khác nhau trước khi bán lại cho người khác với giá 1.200 đô la Mỹ, trình độ giáo dục của Warren Buffett. Năm 16 tuổi, Warren Buffett đăng ký học tại Đại học Pennsylvania với chuyên ngành kinh doanh. Sau đó 2 năm, ông chuyển đến Đại học Nebraska và hoàn thành chương trình học của mình ở đây. Ở tuổi 20, Warren Buffett đã kiếm được gần 10.000 đô la Mỹ từ các công việc kinh doanh thời thơ ấu của mình và trở nên nổi tiếng ở trường đại học thời bấy giờ. Năm 1951, Warren Buffett nhận bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học Columbia, nơi ông theo học nhà kinh tế học Benjamin Graham và tiếp tục học tại Học viện Tài chính New York. Có thể nói Benjamin Graham là người thầy đã giúp cho Warren Buffett có được nhiều kiến thức trong lĩnh vực đầu tư và Benjamin Graham là người đi đầu trong trường phái đầu tư giá trị, cuộc đời và sự nghiệp của Warren Buffett. Năm 1954, Warren Buffett đến đầu quân cho công ty của Benjamin Graham với lương 12.000 đô la Mỹ một tháng, nhưng hai năm sau, tức là đến năm 1956 thì nghỉ việc sau khi người thầy của mình nghỉ hưu. Năm 1956, Warren Buffett thành lập công ty Buffett Partnership LTD tại quê nhà Omaha. Sử dụng các kỹ thuật học được từ Graham, ông đã thành công trong việc xác định các công ty bị định giá thấp và trở thành một triệu phú. Một trong những doanh nghiệp mà Buffett đánh giá cao là một công ty dệt may tên là Berkshire Hathaway ông bắt đầu tích lũy cổ phiếu vào đầu những năm 1960 và đến năm 1965, ông đã nắm được quyền kiểm soát công ty. Năm 1969, bất chấp thành công của Buffett Pantership, Warren Buffett đã quyết định giải thể công ty để tập trung vào sự phát triển của Berkshire Hathaway. Ông đã loại bỏ dần bộ phận sản xuất dệt may của mình, thay vào đó mở rộng công ty bằng cách mua tài sản trên các phương tiện truyền thông, giờ Washington Post, Bảo hiểm, GEICO và dầu Exxon. Thành công vang dội, nhà tiên tri xứ Omaha thậm chí còn xoay sở để chuyển các khoản đầu tư có vẻ kém sang vàng. Đáng chú ý nhất là vụ mua lại Salomon Brothers bị tai tiếng vào năm 1987. Từ năm 1989 đến năm 2006, sau khoản đầu tư đáng kể của Berkshire Hathaway vào Coca-Cola, Buffett trở thành giám đốc của công ty này. Ông cũng từng là giám đốc của City Group Global Market Holding, Graham Holding Company và The Gillette Company. Vào tháng 6 năm 2006, Warren Buffett đã thông báo rằng ông sẽ dành toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện, cam kết 85% trong số đó cho quỹ Bill và Melinda Gates. Khoản quyên góp này đã trở thành hành động từ thiện lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ vào năm 2010, Buffett và Bill Gates tuyên bố họ đã thành lập chiến dịch giờ di viên Black để tuyển mộ nhiều cá nhân giàu có hơn cho các hoạt động từ thiện. Năm 2012, Buffett tiết lộ rằng ông đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Ông bắt đầu điều trị bằng bức xạ vào tháng 7 và hoàn thành xuất sắc đợt điều trị vào tháng 11. Vào tháng 2 năm 2013, ông đã mua lại HG Hengi với tập đoàn cổ phần tư nhân 3G Capital với giá 28 tỷ đô la Mỹ. Những bổ sung sau đó cho công ty Berkshire Hathaway bao gồm nhà sản xuất Pindura và Crackfoot Group, hợp nhất với Henry vào năm 2015 để tạo thành công ty thực phẩm và đồ uống lớn thứ ba ở Bắc Mỹ. Vào năm 2016, Buffett đã ra mắt The Right to Vote, một trang web nhằm khuyến khích mọi người trong cộng đồng Nebraska của ông thực hiện quyền bỏ phiếu, cũng như hỗ trợ đăng ký và đưa cử tri đến địa điểm bỏ phiếu nếu họ cần đi xe. Vào tháng 5 năm 2017, Buffett tiết lộ rằng ông đã bắt đầu bán một số trong khoảng 81 triệu cổ phiếu mà ông sở hữu trong cổ phiếu IBM, lưu ý rằng ông không đánh giá cao công ty như những gì đã làm 6 năm trước đó. Sau một vụ mua bán khác trong quý 3, Cổ phần của ông trong công ty giảm xuống còn khoảng 37 triệu cổ phiếu. Mặt khác, ông đã tăng khoản đầu tư của mình vào Apple lên 3% và trở thành cổ đông lớn nhất của Bank of America bằng cách thực hiện chứng quyền đối với 700 triệu cổ phiếu. Đầu năm sau, ông đã bổ sung thêm cổ phiếu Apple để trở thành khoản đầu tư cổ phiếu phổ thông lớn nhất của Berkshire Hathaway từ năm 2006 đến 2017. Buffett đã cho đi gần 28 tỷ đô la Mỹ từ thiện, theo một báo cáo của USA Today. Vào ngày 30 tháng 1 năm 2018, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase và Amazon đã đưa ra một thông cáo báo chí chung, trong đó họ công bố kế hoạch hợp tác và thành lập một công ty chăm sóc sức khỏe mới cho nhân viên Hoa Kỳ của họ. Mùa xuân năm 2020, Buffett trở lại với tin tức thông báo rằng Berkshire Hathaway đã bán cổ phần của mình tại bốn hãng hàng không lớn, Southwest, American, Delta và United vì lo ngại rằng ngành sẽ không bao giờ phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19, triết lý đầu tư của Warren Buffett. Suy nghĩ dài hạn. Nếu bạn không sẵn sàng sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, thậm chí đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút, mua các quỹ đầu tư theo chỉ số đầu tư vào quỹ chỉ số là một cách đáng tin cậy giúp bạn có thể kết hợp tận dụng lợi nhuận từ thị trường trong khi vẫn có thể phòng ngừa rủi ro tiền không phải là tất cả đối với ông thì tình yêu thương từ những người thân cận mới đáng quý hơn mọi thứ có tình yêu thương mới giúp sự nghiệp thăng hoa đầu tư vào bản thân học cách giao tiếp tốt hơn cả bằng văn bản và trực tiếp chăm sóc cơ thể và tinh thần của bạn kiên trì với nguyên tắc của mình đã vạch ra nguyên tắc đầu tư thì hãy tiếp tục thực hiện chúng, bỏ qua những biến động và tin tức trôi nổi từ thị trường, tóm lại, không nhìn bảng giá thường xuyên, kết hôn với đúng người, lựa chọn chính xác người bạn đời là việc vô cùng quan trọng, nếu bạn kết hôn với đúng người thì nó sẽ tạo ra nhiều khác biệt hơn trong cuộc sống của bạn. Nó sẽ thay đổi nguyện vọng của bạn cũng như tất cả mọi thứ, đầu tư như một chủ sở hữu chứ không phải là đầu cơ. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Đừng vay tiền để đầu tư, hãy tuân theo phân bổ đầu tư đã xác định thông qua số vốn thẳng dư hàng tháng và danh mục đầu tư hiện có. Đầu tư vào công ty mà bạn hiểu, hãy dành thời gian để xem xét tình hình kinh doanh của một công ty, hiểu về nó trước khi đưa vốn của bạn vào đó. Qua đây, chắc hẳn bạn đã hiểu Warren Buffett là ai rồi đúng không? Hãy cố gắng học tập theo triết lý đầu tư của Warren Buffett và trao dồi kinh nghiệm đầu tư của mình để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Chúc bạn sớm thành công!